Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi câu tiếp tục nữa cả nhà ơi. Đây, mình mới vừa trộn mồi xuống cần rồi xong rồi. Phao đồ canh rồi xong rồi. Mồi mình cũng trộn xong rồi. Giờ mình chỉ còn móc mồi câu thôi cả nhà ơi. Cắn. Rồi cả nhà đợi mình giây lát nha cả nhà. Chừng nào có cá cho cả nhà xem nha. Phi nghe cả nhà. Rồi. Tiếp tục nha cả nhà. Khuyên nữa cả nhà. Không được to mà cũng vừa. Có không anh? Mấy con cá rô phi nhỏ nhỏ. Cá không bự, không có. Quay clip ra gì vậy? Không kịp. Nó lên thì thôi, nó lên cạp cạp không. Cần tay cũng vậy, hai cần giết. Nó nhỏ không. Nước đang lớn. Bên phao luôn rồi.
Trời ơi, cá thiểu. Cá thiểu nó móc bụng luôn. Cá thiểu. Mè cả nhà. Đây, mè. Mè nữa. Tiếp tục em mè. Em mè, em mè nữa cả nhà. Đây là mè nữa nha. Mè nữa nha. Mới rồi con mè cũng bự lắm nha cả nhà, mở máy không kịp. Cái này mè nhỏ. Rồi con mè bự lắm mà mở máy không kịp. Đau thiệt. Huy. Huy nhỏ. Chèn ơi, cái cha con. Và cha con. Cha, cái cha con đâm luôn rồi cả nhà ơi. Nó bị nó đâm luôn rồi. Mẹ. Một em mè nữa. Huy tiếp tục. Là một em Phi nữa. Hai lưỡi cũng được. Huy tiếp tục nha cả nhà. Đây. Mè tiếp tục. Mẹ tiếp tục nữa cả nhà. Mẹ nữa nè.
Rồi clip đi câu cá hôm nay đến đây xin kết thúc nha cả nhà. Lượng số cá mè cũng ngon lắm cả nhà ơi. Không, cá mè ngon lắm. Đây. Rồi thôi xin chào cả nhà, hẹn cả nhà lại những video khác nha. Rồi xin chào.